Good morning, xin chào các bạn. Sáng gió thổi hiu hiu, lạnh lạnh, giống Đà Lạt. Mình chưa tới Đà Lạt bao giờ mà cứ nghe người ta nói lạnh lạnh cái nhìn giống Đà Lạt. Mới chạy đi đổ xăng, rồi dẫn con đi ăn ăn sáng ở Starbucks, uống cà phê. Thì đi ra gặp một cái anh chàng dơ giấy hôi hám, homeless, người không vô gia cư Việt Nam. Anh cho xin tiền, em ăn đói bụng quá. Mình nhìn mặt thấy tội nghiệp quá, thôi móc túi nhìn, ủa mình vô nãy mình trả thẻ không có lấy tiền ra vô, thì trong xe nhớ có hai ba đồng gì trong xe, nói thì ra xe lấy. Dạ, đi theo. Tới mình móc ra đưa xong rồi đi, không có một lời cảm ơn. Nhìn cái mặt thì chừng 30 đến 35 là cao, mà không biết làm sao mà đến nỗi tình trạng mà homeless dơ giấy ở vậy, không hiểu được. Nhìn cái mặt thấy tội nghiệp, mà còn trẻ lắm, nhìn mặt cạo râu rồi vậy, rồi chắc chừng 30 tuổi là cao. Không biết dính vô cờ bạc rồi đến lúc mà không còn tiền trả nợ nữa, rồi không còn tiền trả tiền rent mướn nhà nữa, bị đuổi ra, rồi không có nhà thì không có giữ được việc, rồi nhiều khi cũng lười biếng không làm, rồi muốn kiếm việc lại cũng không có nữa. Dạ không khó nữa, tại sao cha không có địa chỉ, không có gì, sao mà làm giấy tờ xin việc, đúng không? Ai mấy rửa chén. Rửa chén mà người ta nhìn dơ giấy người ta cũng không muốn, thì cuối cùng nó cứ nó dồn dập thì cuối cùng thành ra ngoài đường ở luôn. Vậy chắc anyway, nghĩ lại cũng vui. Hồi hồi cái thời 80 mình cũng còn đi học hay đi xuống cái khu Việt Nam, bạn chơi bắn game rồi đánh bi da rồi uống cà phê này nọ đó, phải không? Thì đi tới trước khi tới vô cái khu Việt Nam thì có mấy Mỹ đứng ấy, mình đậu xe xong rồi mình đi thì có mấy Mỹ đứng ấy, xin tiền. Hey, can I get a quarter? Là xin một 25 xu. Anh nào cũng lắc đầu, nói no, thank you. Hay là no, I don't have any money, I don't have any change. Không có tiền lẻ này nọ, đúng không? Đi vô gần tới cái khu Việt Nam. Hồi thời đó đã có vô gia cư rồi. Anh cho xin 2 đồng ăn cơm, đó bụng quá. Mấy bạn nhìn nhau đi qua khỏi. Ủa mẹ, Mỹ nó xin có 25 xu, Việt Nam nó xin tới 2 đồng. Trời, Việt Nam chơi sang rồi, nghèo mà không homeless mà còn sang trọng nữa, đòi xin 2 đồng. Cười. Ôi mệt. Có lúc thì mình vô chỗ đậu xe đó, có đứa khoảng cũng 18, 19, 20 khoảng đó, trẻ rất là trẻ luôn, chạy ra nói hồi đó còn mình còn trẻ mà, anh cho lao kiếng xe rồi nó không hỏi tới, nó chạy tới nó lao kiếng xe cho mình nè. Thế bạn nói thôi, thôi thôi đừng lao, đừng lao, đừng lao. Cái nó nói ok, nó lao cho không sao đâu. Xong cái mình nói thôi khỏi lao, cho nó đồng rồi khỏi lao luôn, cho nó đồng rồi đi. Nó khỏi lao xe, khỏi mất công. Mình bỏ mình đi mà không có cho tiền đó thì mất công, hơi nó phá xe mình, nó đâm lủng bánh xe là nó đập kiến hay làm gì mất công, thôi cho nó chút đỉnh tiền chắc ăn.
Đây có hai con chim đất, bồ câu đất. Giờ này đi khỏe. Mấy nay trời cũng khá nóng rồi, hè rồi. Buổi sáng mát, buổi đến khoảng 10 giờ cái bắt đầu nóng lên. May mà mấy nay cũng không có đến nỗi như gọi là heat wave, nó lên tới 91 à. Thấy 91 là nóng vừa đủ rồi. Con đường này cho con gái tập lái xe được nè, nhưng mà có con cái nó chưa có control là gì, là chưa có điều khiển chiếc xe vững lắm. Mà thấy mấy chiếc xe đậu lại đường không, nó không có điều khiển tốt, cái nó tông vô một cái mệt, cho nên mình không có dám cho nó đi lái xe ngoài đường chứ gì hết. Chưa ra ngoài đường được, phải cho nó chạy trong cái bãi đậu xe một thời gian. Thường thường mấy đứa chạy chừng 3-4 lần, 3-4 ngày là bắt đầu cho nó ra đường được rồi. Có đứa chạy chừng mấy tiếng là ra đường luôn. Nhưng mà mình không dám đâu, mất công lỡ tông vô cái xe cái rồi xong. Mấy ngàn bạc như trời, bị bảo hiểm lên giá nữa, mệt lắm. Trời hôm nay mát mẻ, buổi sáng quá. Mình không biết đến đến trưa lên tới cỡ độ nào, như 91 cũng 91 luôn. 91, 92 độ hôm nay. Giờ đó là chỉ ra chống nắng thôi. Mình cũng đã đen thui rồi. Bữa hôm cái bác đi đến nhà bạn chơi, bác nói sao Cường cũng này đen quá vậy? Tại anh đi bộ ngoài nắng nhiều khi cái da nó cũng đen đen. Sợ đen thì mặc áo chùm lại giống như phụ nữ ở Việt Nam. Lái xe Honda mà chùm từ đầu đến chân luôn. Ok, để mình đi tới đó coi có gì vui tắng dốc sao. Đây đứng nhưng mà giữa đường. Đây đứng giữa đường nè, nhìn xuống dưới. Ok. Cây bông hướng dương bữa nay quá trời nở ra kìa. Nó mọc bên kia đường. Đi qua ngắm nó một chút. Giống như cái bình bông thiệt đó chứ. Có con chim đánh gần quá nó sợ. Đẹp ha. Có nhiều lúc mình nhớ có cái bình tranh, bức tranh nào á vẽ cái một cái bình bông rồi cái có cây cắm mấy cái bông hướng dương này nè, y chang như vậy nè, để mình chụp tấm nha. À, hôm nay có mấy con gà lôi đến. Có vài con à. Mình đến gần cho các bạn xem, nhìn nó chút rồi đi về. Xa xa mình nhìn thấy hình như là khoảng 3 con. Có lúc nghe một bầy 30 con luôn á. Hôm nay sẽ nhìn thấy có. Gà lôi, người ta cũng gọi là gà tây.
băng qua đường. Có lúc mình thấy nó rất là dạng, mình đến gần sát bên khoảng chừng một thước nó cũng ok, nó quay. Có lúc thì đứng xa xa là nó chạy mất tiêu rồi. Ba con. Đứng cũng xa lắm nhưng mà mình zoom nó vô chút xíu đỉnh. Yeah. Lâu lâu gặp nó cũng vui. Ok. À, đi bộ xong rồi. Trời bắt đầu ấm lên rồi đó. Mình đi đến cái ghế ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi vô. Coi con gái thức chưa, chở nó đi tập lái xe. Mình tạm ngưng nha các bạn. Xin chào. Chiều mát rồi, ngồi đây hóng gió nhìn mấy con kênh kênh bay qua bay lại. Bầu trời thì có mây. Lúc trưa sau bữa trưa nó lên tới 80 mấy độ, 87 độ. Nhưng mà vẫn còn tốt hơn hôm qua. Hôm qua là trên 91, cho nên mùa hè như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mình nghĩ thì nó sẽ cái cơn nóng nó sẽ lên, nó sẽ tới, nó sẽ đi, nó sẽ tới đi vậy đó. Nhưng mà thật ra thì Bắc Cali hè nó không đến nỗi nóng lắm. Mình như ở Phoenix, Arizona thì mình chịu không nổi. Nhờ đến chơi thì ok. Hoặc là Las Vegas. Yeah. Khoảng ít nhất Las Vegas nóng chắc cũng khoảng 4-5 tháng trong năm. Hè ở Cali nhà là rất là nhẹ nhàng. Mùa đông cũng nhẹ nhàng. Cho nên thời tiết ở đây người ta thích ở là vậy đó. Có cái người ta sợ nhất là động đất. Cái thứ hai là nhà cửa mắc quá, thí dụ mà không phải là làm việc làm về high tech mà lương hai vợ chồng mà lương làm trên 150-200 ngàn năm mà để mà mua nhà thì coi như là sống ở đây phải cũng kiểu như cái kiểu mà mới tới cũng như là mới ra trường mấy đứa nhỏ vậy đó thì chịu không nổi đâu. Còn ngày xưa thì nhà cửa thì cũng không đến nổi, mua cái nhà đầu tiên mình mua là 250 ngàn. Yeah, mình nhớ mình down xuống 20% thì cũng 50 ngàn hay nhiêu quên rồi, something like that. Yeah. Anyway thì cái đó là một cái mới ra đi làm mấy năm mà vừa mà có 50 ngàn đồng tiền mặt trong bắn là đâu có dễ đâu các bạn. Thì hồi thời đó người ta mua nhà rồi cái nhà nó tăng lên gọi là appreciation á, thì họ có thể refinance cái nhà rồi họ mua thêm nhà ở trong mướn, họ tìm cũng như là họ tìm thêm cái tiền assets là cái tiền mà có trong tài sản vậy đó. Cái tài sản gọi là assets nó fluid, nghĩa là nó không có đứng yên, nghĩa là nếu nhà lên thì cái giá trị nhà lên thì cái tài sản của mình nó lên, đến lúc mà nó xuống thì tài sản nó xuống. Giống như làm công ty cũng vậy, ví dụ mấy sếp công ty mà
còn là cổ phần không thì cổ phần lên thì giàu mấy tỷ xuống luôn, có nhiều khi mất mấy chục tỷ ngày ví dụ vậy đó. Thì hồi hồi thời đó những người mới qua họ đi làm nghĩa là lưa làm job tốt thôi, chỉ là làm lương mà gọi là công nhân technician hay là cái gì đó, là người ta cũng có thể hai vợ chồng mua nhà. Hồi thời đó thì không đến nổi, rồi sau thời gian họ mua căn nhà hai căn nhà rồi rồi lúc nhà lên họ bán vậy đó, tùy cơ ứng biến vậy đó. Thì có nhiều người họ cũng sống rất là tốt vì nhờ vậy đó. Đây là cây bưởi của má trồng, cây bưởi có cái trái bưởi mấy cái gai này nữa thấy không. Lấy ra lễ kiếm ốc ăn, ốc này không có, ốc bu. Nói cho vui với lần trước về Việt Nam mình ăn ăn ốc bu, ăn con nhện quá trời, nó to mà nó nhớt nhớt chịu không nổi. À, đây con trái nữa nè, hai trái bưởi. Bưởi đây không phải giống như bưởi Việt Nam, nó màu xanh mà nó nhỏ xíu à. Trong nhà thấy nóng nực quá, ra đây trời gió thổi mát quá các bạn ơi. Cỏ thì cắt rất là sạch sẽ luôn. Năm nay không có mấy con gà lôi đến viếng thăm gì hết à, chán quá. Hồi sáng thì gặp nó bé bên kia đường, có thể mình đi ra mình gặp nó nữa, nhưng mà đi ngoài đó nắng quá, mình muốn nằm ở trên cỏ này. Quá không có ai hết trơn, buồn với sợ luôn, muốn đi về Việt Nam ở gặp người đồng quê nói chuyện rồi tán dóc thôi ha. Đi Canada xong rồi còn thì giờ đi cái Việt Nam không ta? Bỏ mấy đứa nó nhà với bà nội nó mình đi mình. Nói chứ mình đi đi một mình vậy không có vui. Có ít nhất cũng có hai mình. Để coi. Hy vọng mình đi ra ngoài đó gặp mấy con gà lội ngắm nó một chút vậy đó. Hôm qua hơi nóng nhưng hôm nay thì mát lại rồi. Hôm nay 87 độ, hôm qua giờ thì là 84. À, bông đây nở quá trời. Bông đẹp ha, tím. Còn cái cây này nó nở cái bông hồng. Bông hồng với lá xanh. Lâu lâu mà đi ra hôm nay tự nhiên gặp con nai hay là gọi lôi gì đó nhìn nó vui vui. Mình ở sát vách núi cho nên nhiều khi mấy con thú hoang nó xuống đây, có nhiều nơi người ta gặp mấy con heo rừng á, heo rừng thì nó dữ lắm, nhiều khi nó cắn người ta. Ở gặp Việt Nam là chắc là xử liền mấy con heo rừng á, nướng lên. Không có con gì hết,
con khỉ khờ. Ô, con trai kìa, trời ơi, bạn thấy không, con nai nằm sát trên vách tường ấy. À, nắng quá nên cũng chạy vô bóng mát để mình zoom vô cho các bạn nhìn nha. Đứng sát hàng rào các bạn thấy không? Mình lên theo đuổi nó không ta? Đứng đây coi nó đi đâu. Nó đứng trong bóng mát chắc nóng quá nó đứng trong. Nếu như mình leo lên cái đồi này không biết có được không? Mình leo lên chắc nó bỏ chạy. À, mình mang dép râu nữa, đi lên núi lên cái đồi này chắc không nổi, chợt té xuống. Làm liều nha. Mình lên nó bỏ, chắc chắn nó sẽ bỏ chạy liền. Anyway, let's go. Let's do it. Nó mất tiêu rồi. Trời ơi, cái núi, cái dốc cao quá. Lên không nổi đâu. Đây này. Cái này sân của người ta không phải ta, hay là sân. Lên ấy, gặp chủ nhà đuổi mình á. Đó, đứng sát bên cái bờ núi này đâu mất tiêu rồi. Đây, đây, đó, đó kìa. Đó. Thấy không? Hai lỗ tai. Ô, chạy ra, chạy, 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 chạy. Ô, nó chạy tốt kìa. Đó, thấy không? Cơ hội nhìn xuống, đứng trên đó. Đi xuống, bằng dép râu đi té chết bà. Thôi đi xuống. Ây da, thấy con này khoái quá, tính coi nó mà nó chạy mất tiêu rồi. À, dưới cái đồi này là cái khu townhouse của mình nè. Bãi cỏ này mấy con gà lôi hay xin nó ăn nè. Ê, ăn dép râu đi té chết. Đá không à. Ấy da, ấy da.